da tốt thì mình đốt. Thôi nát luôn rồi, giờ nó xấu mình không hồi thì sức rồi mình chết. Chết cha coi đi mấy hả? Nó ép mình á, ghét nó được lớn lên. Nó có ra nó ép mình mất mana, mình mất cái e, cái đỡ lao lên nó đập. Nó quay á. Nó không cần làm gì, nó làm vậy thôi, ghét đủ xăng rồi. Quấy level 2 ra, ra liên tục. Để phát. Nó câu mana, nó câu máu. Ừ, này AB luôn. Ồ, tôi không có kháng phép. Ta thấy không vui gì đó. Nó ôm luôn, đánh đánh gì nữa. Không thấy máu con kia ta. Rồi mà nay nó farm thôi, đúng rồi, vậy nó dễ thương. Vậy nó dễ thương nè, ông này đi lane dễ thương nè. Mình né nó farm thôi, chữ đi ông. Tôi farm con á, tôi né ra trong farm, đó, thấy chưa, mình tình cảm thôi, mình là chưa. Tình cảm thôi chứ có gì đâu mà phải chiến tranh. Đó, ông farm 7 con, tôi farm 7 con, ớ địch. Ôi à, ông muốn đánh nhau chứ vậy được hết máu mấy ông thấy không, tôi chỉ cần đứng cao có nửa lan thằng Lysine nó ra và hình tại thằng rừng bên mình mẹ thằng ghét nó lấn như tới trụ nó không ra, nó lấn như tới trụ nó mất lát, nó mất thiêu đốt, nó đứng ở trong trụ mà nó chỉ ra bà mẹ nổi chỉ chạy gì chạy. Ê, đâu cho đánh đòn thứ ba được, hì hì hì, đâu có cho đánh đòn thứ ba. Dạ, yeah, sao rip vẫn chết luôn rồi. Đứng cao, đứng gần trong trụ luôn. Mà thằng này nó có ra đâu. Chết tôi rồi, mít xe rồi. Nó lấn lan, nó đứng trong trụ luôn rồi. Chưa có đam, nó đợi nhịn ông xíu đó. À, tôi lấy luôn toàn sát lực không à. Mà rừng nó làm được, rừng mình đâu có làm được đâu. Sao đam yếu vậy? Còn miếng máu vậy, lát thấy không chết. Thấy không, thấy là mình nó ép mình không? Chỉ cần đứng lên tới đây thì nó chạy ra, nó ép mình chạy về chỗ mình nhét, nó được farm, nó được level, nó lớn là phải giết mình. Tôi không có kháng phép, không nên trao đổi chiêu thức với nó, lỗ lắm, với lại tôi cũng chả có đam nữa. Nó mất hết bao rồi chứ, ra tông nó cái lấy. Đam 14 là cái kiếm hết, chỉ có 4 đam thôi. Đợi có đồ, sát lực thì đợi có đồ hồi nó mới mạnh, còn mới đầu vô nó không nên đổi chiêu thức nhiều. Ôi 18 con rip đều. Ra nó xanh mà nó cầm tay le nó đâu. Giờ giết nó xong nó đi lan được. Về đi. Thấy gì không? Mắt bị đuôi rồi. GG rừng. Ra bóp. Ra thôi, ra cái bóp luôn. Vần lờ cho ai buồn. Mắt nó bị đuôi sao nó không thấy, xong nó R đi về trời. Đó, rồi nhìn người ta mình theo đổ thừa. Mình nhìn người ta thì anh có tác dụng. Rồi mình chạy ra bóp, mắt cho hai buồn đó, ông nội nào chơi. Trời ơi, vậy mà giới tới được nữa. Đậu xanh á, ở đâu ra ông mắt tôi gì vậy trời. Tóc biến lượm xỏ mình luôn kìa. Phát. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Không chơi phải không? Được, chơi tôi sẽ chơi với ông. Và đầu giết hai thằng quỷ. Thằng quần què Lee Sin nó không lùa, nó không ra, nó lùa mình về làm gì, nó đục được rip mà lên level đánh mình. Hay hủ gì. Giờ nó lấn lan được, nó xanh thì nó làm gì mà chả hay. Nó xanh thì cứ tự tin nó lao lên thôi, mình làm gì đó. Ừ,
không gian lúc không cần mà lao đầu ra chết. Tiếp hai bộ ông nội rồi chơi mù quá sao hôm nay lên AB luôn hả, giang hồ hết. Tôi ra tôi làm giết con Yasuo này mới được. Giết nó mất lát chưa? Giết nó, giết nó. Rồi. Ui, sao về tới chỗ luôn rồi. Mà thấy còn cái bóng nó hiện ở đây mà. Cái bóng nó hiện ở đây mà sao nó về được tới chỗ hay à? Rồi, ok. Ngọ ta lý sĩ. Có điện thoại với tiền họ bỏ rồi ông ơi, nhắc lại nỗi đau đó hoài. Mày. Rồi xong này rồi. Xong này rồi. Tôi nói mà xong rồi. Nhìn thấy dục. Bị dụ rồi ông ơi. Trời, hồi kia tôi giả bộ tôi lùi 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 cái ông tiếng tiếng lên là thấy ổng xong rồi. Mất e không có tóc biến. Đây. Đứng trong trụ mình 2 3 lần thì thằng quỷ hay cái riêng nó có ra đâu. Mà có phải nó xa xôi gì đi. Nó đứng xa xôi đâu, nó đứng gần. Máu. Sát thương. Dài. Giờ cái bước lên đồ của thằng cái bước lên đồ đều đen này mẹ cực cho Riven quá mẹ nét vô tình chết nữa bây giờ má thì má ông Hikari này thiệt luôn á. Rồi, sống, né, làm gì nhau? Giờ ẩn mặt, rồi về, ghen quá ha. Nói chung là cầm Riven đi đường trên đó là nói vô là phải khẳng định ở cái chất cái con đó là mới đầu vô mình đánh không lại nó mình phải nhận chứ không phải là mình sợ nó, mình đã bích mình, một khi mình đã bích là mình phải chịu. Rồi xong được rồi má, lỡ combo riết rồi, còn combo là tôi xỏ nó luôn rồi. Bà mày ăn gì nè, vô lần kiếm mày luôn. Ghét dữ à. Ơ, rồi cho con dí xanh nè. Quỳ luôn. Thằng làm vừa làm cái trò gì á. À, mắt tôi gì nó âm mưu gánh tìm ha. Chắc tôi cho gánh rồi. Tôi đi tìm liền rồi. Tôi lên rìu đen xong rồi tôi đi tìm liền. Không đợi nó đi. Cú cho rồi còn không biết về đi. Thằng
Nó bây giờ mình đánh nó được rồi, mình hơn nó 2 level rồi. Sao lấy trụ đầu tiên đây. Cái nữa còn lại giết. Ồ mình, ủa sao nó hỏi ít máu vậy? Hỏi lên tăng rồi. Nó đổ lên AV rồi. Ôi ghê vậy. What the fuck? Chơi ngược lại luôn kìa. Nó uplay tôi luôn kìa. What the fuck? Nhém xém tí nữa là chết ngược với nó rồi. Một pha sức thần của Echo. Rồi nó chết con bà nó rồi. Hai cái thằng quần què này. Có quân lên dưới 7 mạng rồi. Vừa rút đầu ra nó hello, tí chết. Ồ, đi đây vào chính rồi hả? Trời ơi, ông Echo cũng hồng quá, uplay kinh quá. Chứ thôi. Tiền nó có ông nội này khó ăn cái trụ đầu tiên quá. Ông quy một cái, ông đỏ một cái hết mày. À. Đau thế nhỉ? Cho mày anh ti đâu. Mày mày cũng mày. Mà tao gì đâu lú cái đầu ra đây. Tôi chạy. Tôi chạy đây. Kiếm mắt tới gì thôi. Tìm nó bàn tay ngắn là đường bắn sàn ngon. Xuyên giáp 28 rồi. Mở mắt tới gì nè. Nãy giờ nó quất tôi 2 mạng rồi. Tôi không đi tìm nó giang hồ coi tôi đá gì. Mày kiếm chị hả? Mày đi kiếm chị hả? Chị cho đi kiếm mày rồi đó. Chị chưa đi kiếm mày thôi chứ mày đi kiếm chị hả? Enemy
Ôi ôi ôi, chết chết chết. Nét luôn rồi. Nam Baron thì chịu rồi. Về rồi tôi sợ nó chết, tôi phải ở lại còn miếng máu tôi cũng co vào nó. Về về đi mẹ, đứng lại nữa. Nhìn combo thì lúc mà bạn chuẩn bị mở combo bạn cái quy trước vậy nè. Đó, vậy là cái bạn e vô quy vô là bạn sắp hồi cái quy nữa rồi. Lên mắt giáp nó quậy con bát con hơn, với có con Ire nữa, nó quậy con bát giáp nó không bao giờ đời đời, không bao giờ nó là Ire hết. Mắt thấy gì rồi? Cái gì đó là Ire hết. Giáp tham gia về đây không có tủ gì mà nó Ire. Ire không có sẵn chỗ nào để nó sẵn. Tôi đang nhắc tay là 3 người con giáp. Còn đang AB thì không cần hết tủ gì đâu, AB thì bằng con giáp. Trời ơi, xanh tôi farm hết rồi, con gì con mắt thấy gì đâu ta? To kiếm nó khó quá vậy. To mà đâm chuẩn. À nói đây kìa, nó trốn tôi. Cái gì cái gì, tôi đi kiếm ông nãy giờ nè. Tôi đi kiếm ông nãy giờ. Rồi nha, rồi nha, rồi nha. Nào ôi được một lần đấy xin nó đứng trình lên như vậy chứ bây giờ mà anh đứng một suốt luôn trường luôn trường muốn đi xin ưu tiên bay bay đi mà ra được con một phá tiếp cùng giết hai mùa chả ganh được một lần nào nó không hề ganh được mình được bất cứ một lần nào chạy ra tiếp hai mùa nghe gặp mấy ông đánh nổi không tức luôn tức phát cứ cúng mạng cho giết liên tục không thể cái đêm nữa.
Sai rồi. Anh sai rồi, Hồ Quang Hiếu. Lộn, anh sai rồi, Sơn Tùng MTV chứ. Mình cũng chơi liền. Đậu sao anh không dính cái quy này là giết con Eco, con Gia Sô. Gia Sô rồi. Dính cái anh tiên con Gia Sô tôi còn miếng máu tôi rớt xuống tôi tin rồi. Tôi tin xong rồi tôi đánh thường tôi quạt là đi con Gia Sô rồi. Bà mẹ cái thằng cái thằng lết nó để cho cái quy mới chết đó chứ. Dính cho cái quy lóc xuống rớt xuống dính thêm cái quy nữa. Rồi bà mẹ trả thù. Ông lướt đã đi. Lướt nữa ha. Lướt. Để trong lướt rồi. Rồi hết trận nổi chứ giờ hay sao rồi. Rồi cái này là không đánh Lee Sin 2 nè. Cầu hỏi xung vậy. Ôi, bắn con rờ đâu cha? Bắn rờ giật vô nữa. Mấy ông đừng có nhìn KDA, mấy ông phải nhìn thằng rừng nó làm cái gì để lại thế cho team mình hay không thôi. Chứ đừng có ham mà nhìn KDA. Trẻ trâu suốt ngày nhìn KDA. Thần lòng anh nhớ dân nhớ. Đa số những trận mình đi lan toàn từ win đường, mà win đường là khô rừng. Quán nào cũng là đường cam hết. Chưa đợi mình xíu. Ủa kỳ vậy ta. Bạn đợi mình xíu. Gì vậy? Con bát gì vậy? Rồi chạy. À trời ơi tim nó làm tiếng sao tôi kìa. Đấy đã tôi đập cháp rồi, chết mẹ tôi không cứu kịp tim tôi rồi. Ông tiền cái ván đấy nó không lan hả? Mày cái ván gặp vừa lan còn ăn ở đây. Rừng mình chết cho nó không á. Vừa mới giờ thằng rừng mình đi cướp. Cướp rồi chết cho nó. Toàn cướp rồi chết. Thằng mít nó không giết được mình. Nhưng mà nó toàn lấy mạng của đồng đội mình không à. Rừng á, chui trong rừng cướp đánh nhau đấy thằng mít nó vô nó lật mạng. Không phải sang lên đấy chứ. Đi Lan bị đè thối đầu ra. Hồ Quánh hỏi thôi luôn á. Ta ăn mạng rừng mình đấy gì mà không sang. Đi đâu sáng giờ mày? Ủa mà súng vật ai cài cho làm bố đánh server Việt Nam nữa nè. Mày bắn giùm anh cái rồi. Bắn hết trận rồi. Bắn đấy mình còn không được gan đấy cơ. Để em mày nhắn thằng kia. Không được gan đi chết. Bắn tới mình thành nói thôi. Đang stream hả? Để bật Facebook cái. Rừng cao là do lên cao không cắm mắt. Vậy thằng Z nãy giờ nó có lên cao hay là không? Mình hỏi một câu bây giờ. Thằng Z có lên cao không?
Thằng Dính nó lên cao cực cao, nó đứng trong trụ luôn. Rồi tôi hỏi, chấm hỏi thằng Đường mình đâu. Mấy ông nói là đánh, ai biểu mình mua mình đánh lên cao. Thằng Dính nó lên cao rồi mình không ra. Nó chuyện hai lần đứng với nhau hả? Ôi, cậu bị bốc hơi luôn. Ông kêu là thằng Dính, ông kêu là tôi lên cao, tôi đánh vậy. Không đi lên cao, không có mắt. Thằng Dính nó có. Nó đứng trong trụ á. Đứng trong trụ nó mang đổi gì á. Thằng Đường bên mình đâu, chả thấy đâu. Không có biết rồi. Sorry. Đó mày ăn luôn đi. Đúng không? Mấy thằng bên kia đè lỗ người ta sao bên kia nó đứng cao á, đường mình đâu. Em có anh tại em đang chơi. Mẹ nó đâu. Đâu có, em đang stream có gì không chị? Em đang làm á. Rừng người ta hay biết mình lấn làm cái rừng người ta ra liền. Rừng mình mẹ nó băng trụ mình chưa ra. Rồi sorry mọi người nha. Không sao chị. Nói gì đó. Thì chị kêu em gọi chị mà. Em đang cái gì đó. Em đang stream. Ý là cái này. Dạ. Dạ. Sao? Dạ em tưởng cái gì? Dạ. Vậy thôi. Cái gì má, chạy khách lẹ. Chị ơi, dính da luôn. Đâu mặc đồ đẹp vậy? Mà thôi em tắt nha. Nhờ nhật vô cũng làm cái thiệt chứ. Thần lòng anh nhớ dần nhớ anh mắt đôi môi thơ nào dẫu vào nỗi buồn. Mấy đứa được đi chắc cáo tơ luôn rồi. Echo. Hoặc là đang. Nhiều con thắng. Mấy mình không có thích chơi.